而家好舒服啊！有六系咯，爸，流血啊！呢度都流血啊！唔惊。Kita lukanya, kalau nggak dipotong tambah sakit. Kukunya itu ke dalam daging. Setelah dipotong digosok, biar nggak apa ya, nyokok-nyokok kukunya. Cái cái đường bầu bé, bầu chó bé. Dạo. Dạo à. Lý tôi dạo, kêu mẹ dùng cô cô à. Cô tôi dạo à. Hay à. Và. Cô có thể. Bố là chí chạy à. Bố là. Tất là mẫu cáo à, lầu hụt cà. Lầu hít bà lầu hít lô.哇，犀利！嗰啲入邊啊，係入邊嗰啲，啲地道。banyak kukunya besar besar。哇，舒服啊！而家好鬼舒服嘅只腳。唔使加啲肉啊！加啲肉痛啊！如果只蟹仲死，唔只蟹仲好。只蟹？唔係啊，嗰啲只嗰啲蟹啊，嗰啲唔驚，打一仔。就改到後邊，呢個後啊，係後啊，係啊，嗰度後咯，又多啊，kukunya tebal-tebal. Guntingnya harus pelan-pelan. Ini kok melengkap ah? Melengkap.飛甲唔靚嗰啲甲啊，黃你睇黃啊，唔靚嘅黃嘅，唔靚甲嘅。一隻甲黃嘅，
Ngày nay kẹp tập có kẹp bạc thế, kẹp tập bạc thế. Không phải hầu kia và đây có hú hầu dầu tài cổ rồi xài lô cô cô mà ngô kem lấy thầy lì à cô coi xài lô cô coi dùng có ti chấp pin có ti gì đi coi chẳng ăn lấy dùng có ti thầy lì lấy cô coi dùng à có thể liền pin dùng cái cơ mày ngủ quốc cơ ra có chắc kiến cái dục quốc cơ có chắc kiến bố giúp tù quá wow, hay có xe rất con đi về giờ xe rồi không chia pin à thay đâu rồi vậy có chín xăm chị chào happy nè thấy đâu rồi xe hơi thấy đâu rồi cô có chín con chân thì
好深都得。哎，喺度喎。哎，抌嗰度咯。Menakutkan. Terima kasih.痛唔痛啊？痛唔痛啊？皮嘅你，即系只夹嚟嘅皮啊，皮啊，甩皮啊！呢只脚点住咧？甩皮啊喎！点咧皮啊？Jangan lupa subscribe, like, and comment. Di share, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys. Saya lo deh kita ya kom soy deh. Saya selalu panjang. Gue lo foto di sini deh. Kau beri kita ya soy chat dari juga. Saya lo ah. Ya kom soy di kita. Hai me. Gue lo foto di sini. Potong kukunya nenek tuh harus berhati-hati karena kukunya tuh tebal ya, tebal, lagian sulit digunting masuk ke dalam daging. Di jempolnya udah ada darahnya tuh tadi. Kalau nggak dipotong juga sakit, dipotongnya sakit ya biarin lah, tapi nanti udah enteng ya, cuman sakit sebentar. Karena itu loh, apa kukunya kedalam banget ya, di tepinya itu masuk, tepi-tepinya tuh masuk ke dalam. Kalau gak digunting nanti sakit tambah ke dalam, jadi aku gunting terus ada darahnya. Kukunya itu campur sama daging, sulit kukunya neneknya. Kalau dia gunting sendiri ya tambah hancur. Aco, kamu segera man? Iya. Segera. Haiya. Harus digosok guys ya, biar pertumbuhannya bagus.
lagian enggak kupingnya enggak nyokol-nyokol ya. Kosong. Ada alatnya sendiri. Chứ giờ bố chắc, chắc mới được kịch. Bố là. Bố là. Giao lung rồi thầy. Nà. Bố là. Giao lung à. Chắc xấu á. Chắc xấu chung xấu. Ê thầy, wow. 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 Sai gì? Bà nhà cu cu nhắc kẻ. Chắc xấu chung xấu gì? Dùng mà chịu. Tức là chịu à. Nè, chặt cái cây dược à. Ủa chi à. Khóc khóc tỉ à. Vậy cái thùng à. Vậy cái thùng. Wow. Cái chín cái dược à. Bố à, biết tôi ở chiên vừa dục chứ. Cái bố sen kìa. Ôi dồi. Xe cho gì? Wow! Xe gì? Đấy, chạm với có được. Chạm với có được rồi. Cái này không tất cả. Cái này không tất cả dục lại kìa. Hay à. Dục lại kìa có co. Hay à, nó dục lại kìa. Không có. Dục à. Chạm với có được rồi, cái thông này. Chịu xe cho gì? Chịu xe biết à? Hay tôi à? Mày! Hú tay cô à! Xe cho gì?
itu open kau. Tampan nih. Cái con ta hay à, có cầu là cái có cầu có cầu có cầu dục rồi nhỉ, có chia xin chào à mày à, rồi cái hội bán chạy có tàu mày à, chi sáng có tàu à, có tàu có tàu có tàu tắt kìa, có tàu vô hố sụp kìa, là tại cái chỉ mà có tí dục không hẳn cái lo là chặt à, có tí cái chỉ không cái tay đi tổ tay không đủ à, tay đi tổ lo tay không đủ à, có tôi là đi tiền có tôi là tay không nhập à, lo chạy lo có chín mày, không ta ăn ngó cái tóc này cái coi, tóc của thằng ăn, cái cái u này cái tuyết, hơi lì à, hổ lì kìa, hổ cái lì kìa, bố là đi tàu, cái tư đấy được quá kì 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 tô sai đi
Ini kok mencak meh? Ya iya mencak gua. Mungkin nih. Mungkin nih. Mungkin meh kok ya. Mungkin gak. Jadi kom tuh. Mungkin. Wah, cina yuk ke kudu. Tidur. Hei, on lo sai. Ah, ti ge pe si fu. Ti ge ro ge ta pe si fu. Ko le ve sa to ga ka te ge ge ta mu. Oh, go say. Wah. Hai, say ni. Nah, ini kukunya yang udah dipotong-potong, guys. Nah, ini alatnya yang tajam, kayak tang gunting tapi modelnya kayak tang ya. Tapi tajam banget kalau di tepi-tepinya masuk ke dalam daging itu pakai ini. Nah, lebih tajam ini. Tajam. Nah, ini pakai gosok setelah dipotong digosok-gosok ya. Ini juga pemotongan juga. Nah, ini tadi ada yang berdarah. Nah, ini. Wah. Kemleke. Nah, ini kukunya panjang-panjang dia.
Lagian kukunya kayak kuning gitu, enggak bersih putih ya, kuning. Banyak yang enggak tahu kemana ya, mencelat-mencelat kukunya. Nah ini. Ya udah guys ya, jangan lupa subscribe, nah, like, and comment, ditonton sampai habis ya. Jangan di skip. Semoga kalian juga sehat selalu. Dilancarkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya udah ya, sekarang mau bersihin kukunya.